Tô Vũ Nhu, tổng tài quốc tế Tinh Vân. Tô Vũ Nhu, cô ta đến làm gì vậy? Tuyệt sắc gia nhân. Lão tử không mù, đợi ta đó. Trời ơi, người đẹp, làm gì đấy? Đi với anh uống một ly nào. Good. Còn đứng đó sao? Anh đây thích mấy em ớt nhỏ này. Đi nào. Tôi cho anh 3 giây, bỏ cái bàn tay bẩn thỉu của anh ra. Sao cô lại nghiêm túc thế? Ba, anh mời em uống rượu đấy. Nể mặt em lắm rồi đó. Đừng có được voi đòi tiên. Hay. Cô còn la nữa. Tôi sẽ làm cô ngay trước mặt mọi người đấy. Một. Tôi đánh. Ba ơi, có kẻ xấu. Hắn ta bắt nạt chị gái. Có kẻ xấu thì xử hắn ta thôi. Đừng vội, lát nữa sẽ sướng thôi. Ai đó? Mày là cái thứ cất nào chui ra vậy? Dám cản đường lão tử. Ra tay thật tàn nhẫn. Tao từ đâu chui ra, không quan trọng. Quan trọng là mày không được động vào cô ấy. Muốn anh hùng cứu mỹ nhân hả? Anh em, xử nó. Cái này ngon lắm đó. Cũng thường thôi. Ba, ba có muốn ăn không? Ba không ăn đâu. Con ăn nhiều vào. Điều kiện của tôi thì sao? Cơ bản đã hiểu. Gần được rồi. Lương tháng 3.800. Nuôi một đứa con. Cô suy nghĩ đi. Nếu được thì chúng ta sẽ quyết định nhanh thôi. Nếu không được, cân nhắc cái gì chứ? Chỉ với điều kiện của anh thì lo được cái gì? Còn ảo tưởng bám váy người dâu, thật là nằm mơ giữa ban ngày. Thấy chưa? Chỉ riêng cái túi của tôi cũng đủ bằng cả năm lương của anh rồi. Đúng là góc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Ai mà lấy anh chứ? Thật là xui xẻo tám đời. Tôi khinh. Vậy ý cô là? Cô không cả sao? Cả ư? Tôi nói cho anh biết, đàn ông như anh không ai thèm lấy đâu. Ai nói không ai lấy? Tôi lấy. Cô có bị sao không? Hắn ta chỉ là một tên bảo vệ hôi hám. Đồ bỏ đi mà cô cũng thèm. Cô bị mùa à? Việc Tô Vũ Nhu này làm chưa đến lượt cô bình phẩm. Cô, túi của tôi mấy chục ngàn đấy. Đồ đàn bà thối tha. Cô dám làm hỏng túi của tôi, phải bồi thường gấp 10 lần. Cô quá đáng rồi đấy. Không cần. Bao nhiêu tiền? Ít nhất 20 ngàn. 20 ngàn. Cái hàng nhái của cô. Nhiều nhất 20 đồng. Không thể là hàng nhái. Cái này là tôi vay. Tôi bỏ ra mấy ngàn mua hàng thật đấy. Hàng thật chữ cái trên là vi. Còn cái túi của cô chữ cái trên là chây. Hàng thật hàng giả cũng không phân biệt được. Đáng đời bị lừa. Cái hàng chợ này. Không thể nào. Không thể nào. Cô mới là hàng chợ. Còn không mau cút. Các người cứ đợi đấy. Tuyết Minh và lồng tiếng tại Kinh Châu Á. Lâm Bắc, tôi cần nói chuyện giữa chúng ta. Chuyện gì nói mau. Sợi dây chuyền trên người anh, cho tôi xem được không? Cái này sao? Được. Chỉ là giống thôi. Lẽ nào mình nhầm rồi? Cái đó, tôi bảo anh suy nghĩ chuyện đó. Anh suy nghĩ thế nào rồi? Chúng ta kết hôn đi. Đồ thần kinh. Diệu diệu, chúng ta đi. Ba ơi,
Các bạn khác đều có mẹ, chỉ có con. Tôi chỉ muốn tìm một người để kết hôn thôi. Mà lúc nãy khi tôi gặp nạn, anh đã ra tay giúp đỡ. Tôi nghĩ anh chắc cũng là người tốt. Là một người cha, chắc anh cũng không muốn Diệu Diệu phải sống khổ sở cùng anh đâu. Hơn nữa nếu anh cưới tôi, tôi sẽ biến Diệu Diệu thành viên ngọc sáng nhất Thiên Châu. Cân nhắc đi. Ngày mai tôi phải dự tiệc thăng chức của em trai tôi. Hơn nữa, cô xem tôi cũng không mang sổ hộ khẩu theo. Bà ơi, Diệu Diệu có mang theo nè. Con, sổ hộ khẩu sao con lại mang theo bên mình vậy? Giỏi quá, Lâm Bắc. Sao hắn ta lại đến đây? Tôi nhớ Lâm Thâm Chi không gửi thiệp mời cho hắn ta mà. Sao hắn ta mặt dày đến đây ăn trực vậy? Biết đâu đấy, hết cơm mà ăn rồi, chạy đến đây làm trò giả nai, kiếm chút thương hại. Một là Trương Hạo, cánh tay đắc lực dưới trướng Trương Tổng, bay cao bay xa. Còn lại là Hắc Cẩu, thằng gác cổng. Quả thực khác nhau một trời một vực. Lâm Bắc, cút xéo khỏi đây, không có chỗ cho mày. Bà ơi, cái gì đây? Mày được ăn cái này chắc. Không sao đâu Diệu Diệu, tí nữa bà mua cho con. Dạ. Phu nhân tới. Mẹ, mẹ thấy chưa? Thâm Chi giờ sống rất tốt. Dưới suối vàng, mẹ hãy yên lòng nhé. Bé cưng, gọi chú đi. Anh đến đây làm gì? Đúng rồi, tiệc thăng chức mà. Chồng, ai đây? Sao người này bốc mùi kinh thế nhỉ? Không quen, chắc là thứ rác rưởi đến ăn trực. Bảo vệ, bảo vệ đâu hết rồi? Loại người này mà cũng cho vào. Lâm Bắc, mày có thế nhục không hả? Khách sạn Đế Hào này là khách sạn sang trọng bậc nhất Thiên Châu đấy. Với thân phận và địa vị của bất kỳ ai ở đây, cả đời mày có nằm mơ cũng không với tới được. Lâm Tổng lại càng là nhân tài kiệt xuất. Đồ hạ tiện, đồ rác rưởi. Thậm chí, dù sao chúng ta cũng là anh em ruột thịt mà. Câm mồm, đồ vô dụng. Từ nhỏ đến lớn mày lúc nào cũng hơn tao. Bọn họ chỉ thấy mày thôi, chẳng thấy tao đâu cả. Hôm nay tao sẽ chứng minh cho mày thấy tao hơn mày. Lâm Bắc, mày không ngờ được đâu, sẽ có ngày mày phải cúi đầu trước tao. Nếu bà già đó mà biết được, mày nói xem bà ta có hối hận không. Lâm Thâm Chi, năm đó vì bảo vệ mày mà đi lính, với lại đó là mẹ ruột của chúng ta. Nếu như năm đó mày cả ngày không ăn chơi lêu lỏng, bà ấy nỡ đuổi mày đi sao? Sau đó bà ấy có đi tìm mày, nhưng mày lại tự bỏ đi. Cho nên bà già đó ngủm cũng đáng. Đồ súc sinh, đồ ăn mày thối, dám đến tiệc thăng chức của Thâm Chi quậy phá. Tôi đến đây chỉ để hoàn thành di nguyện của mẹ tôi. Nói cho mày biết, bây giờ tao đang quay phong lẫm liệt ở Thanh Vân Quốc Tế, còn mày chỉ là một con chó giữ cửa hèn mọn. Hôm nay là ngày vui của tao, không muốn đôi co với mày. Cút nhanh đi, mày đúng là em trai tốt của tao. Trước khi mẹ mất, vẫn luôn nhớ đến mày, muốn nhìn thấy mày thành đạt, nên đã đưa tín vật gia truyền cho mày. Hôm nay tao đến là để thay bà ấy nhìn mày một cái. Giờ mày sự nghiệp phất lên rồi, thì mẹ dưới suối vàng cũng có thể nhắm mắt xuôi tay rồi. Cầm lấy. Muốn ăn trực thì cứ nói thẳng ra, lại còn lấy người mất làm cớ, thật không biết ngượng mồm. Một thằng giữ cửa thôi mà cũng xứng làm anh em với Lâm Tổng sao? Đây là ngọc bội giả phải không? Cầm 800 đồng mà dám đến dự tiệc thăng chức của Lâm Tổng. Còn không mau cút. Tiệc thăng chức của Thâm Chi không có chỗ cho hạng người thấp kém như ngươi. Bảo vệ đâu? Tống cổ ra ngoài. Chúng tôi không phải hạng người thấp kém. Mẹ tôi là nữ tổng tài của Thanh Vân Quốc Tế. Còn nhóc này, não có vấn đề hả? Lâm Bắc này, nếu không được, ngươi dẫn con bé đi khám khoa thần kinh đi. Nữ tổng tài của Thanh Vân Quốc Tế là ai vậy? Còn ai vào đây nữa? Dĩ nhiên là Tô, Vũ, Nhu. Nếu những gì con bé nói là thật, thì Lâm Bắc hắn vẫn chỉ là một tên bảo vệ quen, chó giữ cửa. Tô Vũ Nhu, nếu là mẹ con bé, ta sẽ ăn cái bàn này. Lâm Tổng đang giữ chức vụ ở Thanh Vân Tập Đoàn, chuyện người ngoài không biết, bản thân hắn làm sao có thể không biết. Tôi thấy hắn cũng giống mẹ già của hắn, đầu óc có bệnh. Lâm Thâm Chi,
ta không quan tâm ngươi có quý nhân nâng đỡ hay không, sự nghiệp có bay cao đến đâu, nhưng làm người không thể vong ân bội nghĩa. Ngươi là cái thá gì? Ngươi đến dạy đời ta. Bây giờ ta phất lên rồi, ngươi như con chó đến quỷ liếm ta. Ngươi làm bộ làm tịch cái gì? Không phải là muốn ăn trực sao? Được thôi, quỳ xuống, liếm sạch nó đi. Xúc phạm tôi thì được, nhưng không được xúc phạm cha tôi. Cha tôi có hào quang nhân vật chính. Thậm chí ta tự hỏi chưa từng có lỗi với ngươi. Ngươi trở mặt với ta như vậy, ngươi thấy có lỗi với mẹ không? Đừng có nhắc đến bà ta với ta. Ta nói cho ngươi biết, bây giờ ta phất lên rồi, thăng tiến vụn vụt. Còn ngươi thì sao? Chỉ là một tên bảo vệ hôi hám canh cổng, cả một món quà tử tế cũng không có. Giờ ta đã phất lên rồi, ngươi hãy quỳ xuống liếm sạch đi. Ai là huynh đệ với ngươi? Đúng vậy, nhà ta không có loại thân thích xuất thân hèn mọn mà còn trơ trẽn vô liêm sỉ như ngươi. Còn cả nữ tổng tài Thanh Vân quốc tế là vợ của ngươi. Được rồi, vậy ngươi nói cho mọi người nghe xem, ngươi có thể lấy ra món quà gì nào? Chẳng lẽ là tã giấy? Lâm Thâm Chi, ngươi quả nhiên vẫn chứng nào tật nấy. Ngươi đó chính là một con chó. Ta cho ngươi ăn là vinh hạnh của ngươi. Ngươi không ăn phải không? Được thôi, vậy thì để con hoang này ăn. Thanh Vân quốc tế đến. Hứa Linh Vận Thanh Vân quốc tế mang đại lễ đến chúc mừng Lâm Thâm Chi tiên sinh thăng chức. Thư ký Hứa, sao ngài lại đến đây? Thật ngại quá. Đúng vậy, xin đại diện Tô tổng tặng cho tiên sinh Lâm Thâm Chi trị giá 99.999.000 một chiếc Lamborghini, một căn biệt thự Thiên Cung, một cặp dạ Minh Châu Đông Hải, 50 triệu tiền mặt. Ngoài ra, kể từ hôm nay, Lâm Thâm Chi tiên sinh được thăng chức lên làm tổng giám đốc bộ phận kinh doanh Thanh Vân quốc tế với mức lương 5 triệu. Những thứ này, thư nhậm chức. Lâm Bắc, thấy chưa, ngươi và ta bây giờ đã không còn là người của cùng một thế giới nữa. Ta làm tổng giám đốc Hồ Phong Hoán Vũ, còn ngươi chỉ là một tên bảo vệ hôi hám, một con chuột cống không dám ló mặt ra khỏi cống. Vậy sao? Hôm nay là ngày vui của ta, ta không muốn quá khó coi. Cút nhanh đi. Trời ơi, Thâm Chi, những thứ này phải trị giá hàng tỷ, vậy mà lại cho chúng ta hết. Cô ra vội vàng chuẩn bị lễ vật, chỉ chuẩn bị được những thứ này, ngài xem có hài lòng không? Cô ra, cô ra sao? Hôm nay, ngoài việc Lâm Thâm Chi tiên sinh thăng chức, còn có một việc trọng đại muốn tuyên bố. Vị Lâm Bắc tiên sinh này là chồng của Tô tổng chúng tôi, cô ra của Thanh Vân quốc tế. Tôi đã nói rồi mà, nữ tổng tài Thanh Vân quốc tế là mẹ tôi. Mấy người không tin thì thôi, còn bắt nạt ba tôi. Tiểu thư, cô nói bọn họ bắt nạt cô ra. Bọn họ nói ba tôi là chó, còn ném bánh xuống đất, dùng chân dẫm lên rồi bắt rượu rượu ăn. Thư ký Hứa, con nít danh này nói bậy nói bạ, ngài đừng tin lời nó. Phải, trẻ con nói bậy thôi. Chú cho con kẹo nè. Đừng nói nữa, nhìn ông là biết người xấu rồi. Tôi không cần kẹo của ông đâu. Đại ca, ngài là anh ruột của tôi, ngài là cô gia của Thanh Vân quốc tế. Chuyện này sao không nói sớm? Hiểu lầm, tất cả đều là hiểu lầm. Hôm nay chúng tôi sẽ tiếp đãi nồng hậu nhất. Đại ca, Thâm Chi, ngươi, ta cũng đến xem thay mẹ rồi. Thấy ngươi bây giờ sống tốt, mẹ ở dưới suối vàng cũng sẽ an lòng. Chúc ngươi tiền đồ vô lượng. Rượu rượu. Thư ký Hứa, ngài làm vậy, thấy gió đổi chiều, nâng cao đạp thấp, có mắt như mù. Các người không xứng với địa vị cao quý ở Thanh Vân. Cả món quà hàng tỷ này, đi thôi.
Thư ký Hứa. Tại sao hắn ta lại hơn tôi một bậc? Hắn chỉ là một tên bảo vệ quen, hắn dựa vào cái gì? Sao tới giờ cậu vẫn chưa rõ tình hình? Giờ thì hay rồi, đắc tội với Tô gia, cả nhà chúng ta làm sao mà sống ở Thiên Châu được nữa. Cô yên tâm, tôi còn có tuyệt chiêu, lần nào cũng nói có tuyệt chiêu, làm người ta khó chịu. Tôi đúng là nghiệp tám đời, mới lấy phải cậu. Tôi cũng đâu biết. Lâm Thâm Chi à, Lâm Thâm Chi. Tô Nghiêm, công tử Tô gia. Bữa tiệc thăng chức của cậu thật là thảm hại. Tô Thiếu, anh cứ yên tâm, anh trai của anh chẳng qua chỉ là tên ở rể mà chị họ tôi tùy tiện kiếm được, hoàn toàn không thể can thiệp vào công việc của tập đoàn. Là vậy sao? Nhưng dù sao anh ta cũng là chồng của Tô Tổng, tiền đồ của tôi ở Thanh Vân vẫn chẳng có hy vọng gì. Sợ gì chứ? Có Tô Thiếu đây rồi. Anh yên tâm, Tô Vũ Nhu đã đắc tội với Triệu gia, Thanh Vân Quốc tế sắp tự mình tiêu đời rồi. Tôi đã sắp xếp rồi, buổi họp báo của cô ta sẽ không thể tổ chức được. Không bao lâu nữa, tên Lâm Bắc đó sẽ quỳ xuống cầu xin anh tha thứ. Còn cha tôi sẽ trở thành chủ nhân thực sự của Tô gia. Cảm ơn Tô Thiếu, cảm ơn Tô Thiếu rất nhiều. Lâm Bắc, hôm nay ngươi làm nhục ta, ta sẽ lập tức bắt ngươi trả giá gấp trăm lần. Ngươi là cái thá gì? Một tên bảo vệ hôi hám cũng dám ở trước mặt ta vanh váo. Biệt thự Tô gia. Lâm, à không, cô gia tiểu thư ăn trái cây đi. Cảm ơn. Diệu Diệu, lại đây với mẹ nào. Mẹ. Diệu Diệu ngoan quá. Ba, ba thấy mẹ tốt bụng chưa? Nhãn quang của Diệu Diệu tốt chứ? Thì ra anh cũng làm việc ở đây à? Cũng tốt. Linh Vật, lát nữa đưa cho cô ra một chiếc chìa khóa. Được. Nhọc Diện Hổ, bang chủ Bạch Hổ Bang. Còn Diệu Diệu, việc học của con để ta sắp xếp cho. Ta sẽ sắp xếp cho con bé vào trường học tốt nhất Thiên Châu. Diệu Diệu, con thấy sao? Con nghe lời mẹ. Không biết hổ gia đại giá quang lâm, có gì chỉ giáo. Tô mỹ nữ, buổi chiều tốt lành. Tôi nghe đệ đệ của ngài nói, ngài có một vụ làm ăn lớn muốn bàn. Tô Nghiêm, hắn có ý gì? Ký vào đây, sau đó giao nốt dự án sát thần điện cho ta. Dự án sát thần điện, ta đã chuẩn bị dòng dã 5 năm. Dự án này là cơ hội duy nhất để ta bước vào sát thần điện. Ta không thể giao cho ngươi. Chuyện của ngươi và đệ đệ ngươi không liên quan đến ta. Bạch Hổ Bang ta chỉ nhận tiền làm việc thôi. Ngọc Diện Hổ, ta cảnh cáo ngươi, đây là địa bàn của Tô gia ta. Tô gia. Thú vị đấy. Tô mỹ nữ, ta nói cho ngươi biết, hôm nay ta cũng không mang nhiều người, chỉ hơn trăm người thôi. Nếu hợp đồng này có thể ký được thì Tô gia vẫn là Tô gia. Nếu không ký được thì biệt thự của Tô gia vừa đủ chôn cả tộc Tô thị các ngươi. Thật là ngang ngược bá đạo, coi trời bằng vung. Tiểu thư đừng sợ, tôi sẽ lập tức báo tuần tra ti. Tô tiểu thư, ta nói đúng chứ? Ngọc Diện Hổ, hắn đồng ý gì, hắn cho ngươi lợi ích gì, ta đều có thể cho ngươi, và gấp đôi. Ngoại trừ hợp đồng này, chuyện này tuyệt đối không được. Được thôi, 3.000 tỷ. 3.000 tỷ. Thật là điên rồ. Đây rõ ràng là cướp bóc. Ta đang cướp bóc đấy. Ngươi, Tô tiểu thư, ta không đôi co với ngươi nữa. 3.000 tỷ này, hợp đồng muốn ký hay không thì tùy, nhưng ta nói trước, nếu hợp đồng này không ký được, ta sẽ cho nữ thư ký này đổ máu. Ngươi dám? Ta cho ngươi 30 giây. Một khi hết thời gian, ta sẽ móc mắt cô ta ngay. Còn nhóc, trông cũng khá xinh đẹp đấy, nhưng ngươi đừng trách ta, hãy trách Tô tổng các ngươi không chịu đưa tiền. Ngươi sẽ sớm giống như mắt của ta thôi. 3 giây. Bỏ rìu xuống. Nếu không, tay và rìu ngươi đều đừng hòng giữ. Còn có một người nữa kia. Đồ bỏ đi gì ở đây mà lắm lời thế. Lâm Bắc, đừng nói nữa. Ngọc Diện Hổ, ngươi được gọi là hoàng đế ngầm, không ai chế ngự được. Ta có thể đáp ứng ngươi. Ta là bảo vệ ở đây. An toàn của chủ sở hữu là trách nhiệm của ta. Ngươi là cái thá gì?
huynh đệ. Hắn nói hắn là bảo vệ ở đây, còn phải bảo vệ an toàn cho chủ sở hữu nơi này nữa. Huynh đệ, ngươi nói đùa đấy à? Ngươi thật hài hước. Cút xéo ngay lập tức. Ta còn có thể tha cho các ngươi một con đường sống. Lâm Bắc ta đã nói rồi, đừng nói nữa. Chuyện này không liên quan đến ngươi. Mau bảo Diệu Diệu đi đi, đánh lộn rồi. Diệu Diệu, muộn rồi. Ngọc Diện Hổ ta lăn lộn ở đây 20 mấy năm rồi, chưa có ai dám làm càn với ta. Tiểu tử, ngươi đã chán sống đến vậy, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Thêm một bước nữa, đầu hắn sẽ lìa khỏi cổ. Đứt, đứt rồi. Đừng ai động vào. Ta đã nói rồi, bảo đám rác rưởi của ngươi cút. Lâm Bắc, ngươi có biết mình đang làm gì không? Ngươi mau buông tay ra. Hổ ra, tôi đồng ý điều kiện của ngài. Mẹ đừng lo, võ công của bà vô địch thiên hạ. Diệu Diệu không bao giờ nói dối. Tên nhóc con này, nếu ba ngươi dám phế tay ta, dù sao cả nhà các ngươi đều ở đây, ta sẽ khiến các ngươi toi mạng. Võ công của ba tôi vô địch thiên hạ. Nhóc con, ta có hơn 100 người ở đây, cứ xử từng người một, cũng có thể đánh ba người thành thịt nát. Tôi có thể đồng ý điều kiện của các người, không phải chỉ 3.000 tỷ thôi sao? Ta đưa, chỉ cần buổi họp báo ngày mai diễn ra suôn sẻ, tiền mất đi ta có thể kiếm lại được. Lâm Bắc, chuyện này không liên quan đến ngươi, đừng xen vào, quá phức tạp rồi. Hay là cứ trực tiếp luôn đi, gọi cả 100 huynh đệ của ngươi đến, tùy các ngươi thích. Hoặc các ngươi mất mạng, hoặc ta mất mạng. Lâm Bắc, ngươi điên rồi sao? Gan lắm. Huynh đệ, ra ngoài phối hợp với huynh đệ bên ngoài, tiễn hắn lên đường. Vâng, bà rất lợi hại, chốc nữa mẹ sẽ biết. Đông đủ đấy. Tiểu tử, người tiêu chắc rồi. Muốn vào bệnh viện phải không? Chém hắn cho ta. Được rồi, hổ ra, ngươi không phải là muốn tiền sao? 3.000 tỷ này ta cho ngươi, ngươi mau bảo bọn họ dừng tay lại, muộn rồi. Dũng khí này ta bội phục, sau này hậu sự của hắn ta sẽ tự tay lo liệu. Chưa chắc đâu. Quả nhiên song quyền nan địch tứ thủ. Vậy đưa con bé vào trong đi, kẻo nó bị ám ảnh tâm lý. Sao ngươi có thể? Không thể nào, ngươi xem, ta nói không sai chứ. Hổ ra, ra ngoài, cút ra ngoài. Ba ơi, ba giỏi quá. Ngài sao rồi? Có cảm giác gì không? Cảm giác? Cảm giác nóng trong người. Ta hỏi ngươi có bị thương không? Không bị thương. Nhưng mà bên hắn có đến cả 100 người lận. Phóng đại rồi. Làm gì có nhiều vậy? Toán của ngươi là do thầy giáo ngữ văn dạy à? Thầy giáo thể dục dạy đấy. Cũng may, ta còn tưởng không có nhiều người như vậy. Nhưng mà bọn chúng cũng khá lì đòn. Ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn làm gì hả? Huynh đệ, đại ca, hôm nay là ta mắt kém, ta nhận thua. Nhưng ta muốn khuyên ngươi, ta là người của Bạch Hổ Bang. Nếu ngươi muốn lấy mạng ta, huynh đệ trong bang ta sẽ không tha cho ngươi đâu. Cút đi. Ngươi không xử ta sao? Không cần thiết. Nếu ngươi muốn kiếm chuyện, ta tùy thời tiếp chiêu. Được, từ nay về sau mạng của ta là của ngươi. Nhưng ta nhắc nhở ngươi, chuyện đơn hàng này là do Triệu gia gây khó dễ, hôm nay mới chỉ là bắt đầu thôi. Biết rồi, nhưng ngươi vẫn nên gọi xe cấp cứu trước đi. Bọn huynh đệ của ngươi e là không trụ được bao lâu nữa đâu. Cảm ơn đại ca. Triệu tổng,
chuyện đó. Làm thế nào rồi? Mọi thứ đều ổn. Lâm Thâm Chi đã cấy chip mã thành công. Tối nay Tổ Vũ Nhu bọn họ chắc chắn sẽ toi mạng. Lâm Bắc, tối nay người sẽ mất mà không có nơi chôn cất. Phòng khách Long Gia. Tổ Vũ Nhu, người vẫn chưa bỏ cuộc nữa sao? Người nhất định phải đối đầu với Triệu gia sao? Ta không có ý đối đầu với bất kỳ ai, chỉ là muốn hoàn thành tâm nguyện của ta thôi. Vậy thì xin lỗi, e rằng tâm nguyện của ngươi chỉ có thể dừng lại ở đây thôi. Triệu Long Phi, huyết đội, các ngươi có ý gì? Xem ra bữa tiệc này cũng sắp tan tành rồi. Lâm Bắc, trong mắt Triệu gia, cái mà ngươi dựa dẫm, Thanh Vân tập đoàn, cũng chỉ là một đống rác, sắp bị diệt vong đến nơi mà còn không tự biết. Triệu gia, ngươi cứ để bọn họ đến thử xem. Nghe nói ngươi là lính xuất ngũ. Đúng vậy, cả đại hạ, tất cả thống lĩnh của sát thần điện đều là thuộc hạ của phụ thân ta. Ngay cả Long thống lĩnh gặp phụ thân ta cũng phải nhường ba phần. Ngươi nói ngươi một tên lính quen, chẳng có chức vụ gì, gặp ta còn không hành lễ. Cả đại hạ, ngươi có thể nhận được sự kính lễ của ta vô cùng hiếm hoi. Tiếc là loại cặn bã như ngươi thì không xứng. To gan, ngươi biết Triệu Thiếu là ai không? Là con trai ruột của Triệu gia chủ Triệu Mục Biên, cho nên ta mới bảo hắn là thứ chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Gan đấy, huyết thích, xử hắn ta. Triệu Long Phi, ngươi dám làm cái như vậy sao? Giữa ban ngày ban mặt lại dám sát hại người khác. Thật sự cho rằng cái sát thần điện này đều là của họ Triệu nhà ngươi sao? Không phải như thế này sao? Hắn không phải nói hắn là lính xuất ngũ sao? Tôi đã tra hết tất cả danh sách ở sát thần điện rồi, hoàn toàn không có người nào tên Lâm Bắc cả. Một cái tên không tồn tại trong sát thần điện. Huyết thích mà cũng nói phép là lính xuất ngũ ư? Xông vào phủ đệ của Long thống lĩnh là có mục đích gì? Loại người như vậy ta thả sát hại nhầm còn hơn bỏ qua bất kỳ tên nào. Là tôi mang Lâm Bắc tới đây, anh ta không có khả năng làm như vậy. Tô Vũ Nhu, cô vẫn chưa hiểu rõ tình hình sao? Cô đây là che giấu tội phạm, đáng lý ra cũng là đồng phạm, còn dám chủ động tự thú. Cô cũng đừng hòng chạy thoát. Huyết thích, còn đứng ngây ra đó làm gì? Động thủ đi. Hai tay ôm đầu, dựa vào góc tường ngồi xổm xuống. Huyết thích phải không? Ta nói cho người biết, ta không thích bị người khác chĩa súng vào người. Gần đất xa trời rồi mà còn cứng miệng quỳ xuống. Làm gì đó? Dừng tay lại cho ta. Thống lĩnh, tiểu tử này lai lịch bất minh, hoàn toàn không phải là chiến binh đại hạ. Tôi phải bảo vệ tính mạng của ngài. Lòng chiến dã, thu súng lại, ta không muốn nói lần thứ hai. Ngài đây là có ý gì? Chẳng lẽ ngài muốn bao che cho thế lực tội phạm? Triệu Long Phi, ngươi đang muốn kết tội ta sao? Không dám. Long thống lĩnh, vị tiểu huynh đệ này đã gặp ở đâu rồi nhỉ? 5 năm trước tôi đã tham gia trận chiến huyết minh. Được lắm, thân phận của vị huynh đệ này tuyệt đối không có vấn đề. Mọi người ngồi xuống đi. Long thống lĩnh, Triệu công tử đã điều tra người này rồi, hắn lai lịch bất minh, ngài nhất định không được để hắn lừa gạt. Thứ mất dạy, ý ngươi là ta già lú lẫn rồi sao? Đồ nhát gan, có thể tham gia trận chiến huyết minh của 5 năm trước đều là những người đã trải qua khảo nghiệm, trung thành và tận tâm với đất nước. Sao có thể là thứ mà bọn ngồi hưởng thái bình ở hậu phương như các ngươi có thể tùy tiện sỉ nhục được? Này đại hạ, quốc thái dân an, biên cương yên bình. Long thống lĩnh, thân là một trong tứ đại trấn quốc trụ thạch, nhất định phải giữ gìn sức khỏe. Tôi muốn nói chính là điều này, các ngươi làm ồn đến giấc ngủ của ta rồi, không biết xấu hổ sao? Long thống lĩnh, tôi là Tô Vũ Nhu của tập đoàn Thanh Vân, lần này đến là để chúc thọ ngài. Đây là lễ vật tôi chuẩn bị cho ngài, xin ngài nhận cho, chúc ngài sống lâu trăm tuổi. Long thống lĩnh, còn có cái này của tôi. Thôi, vậy thì được rồi, có việc thì cứ nói. Vãn bối, quả thật có việc muốn nhờ. Cái này là chiếc bàn cổ mới nhất do tập đoàn Thanh Vân nghiên cứu và phát triển, có thể dùng trong việc tính toán tổn thất, thậm chí có thể trang bị trên người máy quân sự, áo giáp khung xương ngoài và chip đa năng trên các máy bay chiến đấu hàng đầu. Hy vọng có thể hợp tác được với sát thần điện. Mau mang lại đây xem nào. Dạ. Chiếc bàn cổ, đây là dự án do chị tôi chủ trì nghiên cứu và phát triển. Chỉ tiếc là cô ấy đã không đợi được đến ngày nó ra mắt. Bọn trẻ bây giờ rất tốt, có ý tưởng.
thống lĩnh. Mau ngắt kết nối. Dạ. Không đúng. Đây là virus máy tính của tổ chức kiểu đầu xa. Đáng ghét. Huyết thích, bắt hết bọn chúng cho ta. Đặc biệt là à đàn bà kia. Dạ. Tiểu huynh đệ, muốn phản quốc sao? Long thống lĩnh, chuyện này quá kỳ lạ. Thành phần quốc tế sẽ không làm chuyện như vậy. Đại họa đã gây ra. Tất cả virus lây nhiễm đều do cô ta gây ra. Ngươi còn gì để nói? Long thống lĩnh, virus này có khả năng lây lan cực mạnh. Hơn nữa có thể lây nhiễm cả thiết bị làm việc ngoại tuyến. Có thể không bao lâu nữa, thiết bị của toàn bộ khu vực đều sẽ bị lây nhiễm và hư hỏng. Huyết thích, liên lạc với kỹ thuật binh của sát thần điện, lập tức tiến hành sửa chữa. Thống lĩnh, loại virus này là virus độc hại nhất thế giới. Kỹ thuật của chúng ta hiện tại không thể sửa chữa, chỉ có thể khống chế, mà việc này ít nhất cần vài ngày. Vài ngày này ít nhất sẽ ảnh hưởng đến vài tỉnh lân cận, thiệt hại tài sản ít nhất lên đến hàng chục nghìn tỷ. Ngươi còn muốn làm theo ý mình nữa sao? Mau để cô ta nhận thẩm vấn. Long thống lĩnh, tôi tin cô ấy sẽ không làm chuyện như vậy. Hơn nữa, tôi là vệ sĩ của cô ấy, cũng nên làm tròn trách nhiệm của mình. Lâm Bắc, ngươi, Long thống lĩnh, tôi đề nghị lập tức triệu tập binh chúng của sát thần điện, bắt giữ hai tên tội phạm đầu sỏ này. Lâm Bắc, ta hỏi ngươi lần nữa, thật sự muốn đối đầu với đại hạ? Muốn đối đầu với ta sao? Long thống lĩnh, nếu tin tưởng tôi, cho tôi 5 phút, tôi có thể tiêu diệt hoàn toàn virus mạng này. Ngươi hoảng gì chứ? Ngươi đừng tưởng thật hắn ta có thể giải quyết virus này. Virus máy tính này, bao nhiêu người trên thế giới đều không thể tiêu diệt nó. Trước đây sát thần điện đã mời hàng chục mũ trắng trong và ngoài nước và chuyên gia tin tặc nghiên cứu chuyên sâu nửa năm, cũng bó tay. Ngươi chỉ là một bảo vệ nhỏ, ngươi làm được sao? Đúng vậy, Long thống lĩnh, ngài ngàn vạn lần đừng tin hắn. Bây giờ chúng ta nên khống chế virus, ngăn chặn lây lan, sau đó nghĩ cách khắc phục thiệt hại. Ngươi thật sự làm được sao? Được, nhưng tôi có một điều kiện tiên quyết. Được rồi, việc chưa làm mà đã đặt điều kiện. Vậy điều kiện tiên quyết là gì? Long thống lĩnh, ta thấy virus này chính là do hai người bọn họ cấu kết gây ra. Đúng vậy, Long thống lĩnh, ngươi không thể tin bọn họ được. Vớ vẩn, hắn không làm được. Các ngươi làm được sao? Trong 5 phút mà không làm được thì sao? Ta, Lâm Bắc, sẽ đền mạng. Lâm Bắc, chuyện này không liên quan đến ngươi. Đừng làm loạn, Long thống lĩnh. Ta nguyện ý tiếp nhận thẩm vấn, tự chứng trong sạch. Ngươi hiểu cái dám gì? Sự trong sạch của ngươi đáng giá mấy đồng? Ta muốn khống chế thiệt hại. Tiểu tử, nói đi, nếu muốn ta ra tay, căn phòng này chỉ có thể giữ lại ngươi và ta. Hỗn xược, thống lĩnh, người này lai lịch bất minh, tuyệt đối không thể đáp ứng hắn. Lâm Bắc, ngươi chẳng lẽ muốn đuổi chúng ta ra ngoài? Dễ đối phó với Long thống lĩnh sao? Ngươi thật đúng là lòng lang dạ sói. Long thống lĩnh, ngươi ngàn vạn lần đừng tin hắn. Nếu ta muốn ra tay, các ngươi đã tiêu đời lâu rồi. Ngươi, được rồi, quyết thích phải giữ lại. Được, Long thống lĩnh, tất cả cút hết cho ta. Ai còn nói nhảm, ta bắn bỏ người đó. Nhớ kỹ, ngươi chỉ có 5 phút. Tiểu tử này, câm miệng. Ta đang truy tìm dấu vết. Hỗn xược, sao lại nói chuyện với thống lĩnh như vậy? Thôi được rồi, nhỏ tiếng chút. Lâm Thâm Chi, người biết ngươi làm như vậy sẽ có kết cục gì không? Virus đã được loại bỏ, trở lại bình thường rồi. Loại kỳ tích xoay chuyển tình thế này, e rằng cũng chỉ có năm xưa khi đi theo điện chủ Nam Chinh Bắc Chiến mới thấy được ở điện chủ thôi. Tiếc thay, Lâm tiên sinh, kẻ đứng sau chuyện này là thằng nhãi này. Chỉ còn một phút để sống. Virus máy tính, dựa vào hắn mà cũng muốn đơn thương độc mã loại bỏ, đúng là nằm mơ giữa ban ngày, vẫy vùng trong tuyệt vọng. Lâm Bắc, đồ vô dụng, chống đối với ta lâu như vậy, cuối cùng cũng đến hồi kết rồi. Kết quả thế nào? Thủ đoạn của tên đó cũng không tồi. Nói được làm được, trong vòng 5 phút đã loại bỏ được virus. Hơn nữa, còn tìm được kẻ đứng sau. Không thể nào, một mình hắn làm sao có thể? Không thể nào sao? Ngươi có ý gì? Ngươi muốn nói ta đang lấy an nguy của đại hạ
ra đùa giỡn với ngươi sao? Không dám, tôi chỉ ngạc nhiên thôi. Ngạc nhiên thật, ở đại hạ chúng ta lại có nhân tài như vậy. Cứ coi như cậu có ý đó. Các người đừng làm khó Tô tiểu thư nữa. Lâm Bắc này, cậu thật sự đã loại bỏ được loại virus này rồi sao? Cậu rốt cuộc còn có thể cho tôi bao nhiêu bất ngờ nữa đây? Tô tiểu thư, con chiếc bàn cổ của cô chúng tôi đã kiểm tra rồi, quả thật trên thế giới chỉ có một. Ngày mai cô cho người đến ký đi. Được, còn mấy người các ngươi? Lâm Thâm Chi lại dám nhắm đến sát thần điện, âm mưu bất chính, phá hoại đại hạ. Hắn chán sống sao? Lòng thống lĩnh, tôi giúp sát thần điện, chỉ hy vọng ông có thể tha cho hắn. Hắn là người thân của tôi. Cậu là nhân tài hiếm có, nhưng cậu chắc chắn chứ? Cho hắn cơ hội cuối cùng đi, hy vọng hắn có thể ăn năn hối cải. Được rồi, vậy tôi đi trước. Lâm Bắc, đợi tôi giải quyết Thanh Vân xong đã, rồi cho anh biết thế nào là tuyệt vọng. Được rồi, cút hết đi. Thống lĩnh, bánh kem và bánh đào thọ đều đã chuẩn bị xong. Huyết Thích à, ngươi có cảm thấy tiểu tử này rất giống một cố nhân của ta không? Cố nhân? Đúng vậy. Sao Tố Phi Á không đến? Hôm nay là thọ thần của tôi, cô ấy chẳng phải nói sẽ đến thăm sao? Vị công chúa điện hạ kia hình như nói muốn dẫn ngài đi gặp chúa trời gì đó. Nhảm nhí gì thế không biết. Mấy đứa nhỏ nước ngoài này thật là tùy tiện. Đi, ăn bánh kem thôi. Thâm Chi à? Lâm Bắc, Thâm Chi là em. Sau này hãy nhường nhịn nó một chút, đừng để nó đi vào con đường tà đạo. Mẹ không ổn rồi. Còn có ngọc bội gia truyền nhà chúng ta nữa, đừng quên đưa cho nó. Mẹ, mẹ ơi. Chu Thành bạn thân Lâm Bắc. Lâm Bắc, Chu Thành. Này huynh đệ, cậu về khi nào vậy? Sao không nói với tôi một tiếng? Ngồi xuống nhanh lên. Hôm nay chúng ta họp lớp, trước đây liên lạc với cậu mãi không được. Bọn họ sắp đến rồi, chúng ta cùng nhau uống một ly ôn chuyện cũ. Bây giờ cậu đang làm ở đâu vậy? Tôi vừa hay, bên tôi sắp có một dự án mới. Với năng lực của cậu, làm quản lý chắc chắn không thành vấn đề. Cân nhắc một chút đi. Chu Thành, tôi nhớ hôm nay tôi đã bao chọn phòng rồi mà, sao lại có rác rưởi ở đây? Cường ca, ý anh là sao? Đến quán hát mà ăn mặc như chó cắn ấy, ra vẻ làm thiếu gia nữa. Đúng đó, chúng ta đều là bạn học, nói vậy không hay lắm. Chu Thành, tôi hy vọng anh nhận thức rõ vị trí của mình. Bây giờ là anh đang cầu xin tôi. Hôm nay nếu anh để tôi và Tư Tư không vui, thì dự án anh muốn xin coi như xong rồi đấy. Tiêu Cường, anh đủ rồi đấy. Tư Tư, em muốn banh vực hắn ta sao? Nghĩ kỹ đi Chu Thành. Tiêu Tổng là giám đốc của tập đoàn Thịnh Thiên đấy. Nếu anh ấy không đồng ý, thì dự án của anh, cả đại hạ này không ai giúp được anh đâu. Chu Thành, sự nghiệp là trên hết, chúng ta hẹn hôm khác nhé. Đứng lại, tôi cho anh đi rồi ạ. Chu Thành, tôi nghe nói anh và Lâm Bắc tình như thủ túc, mà Tư Tư nhà chúng ta dạo này rất muốn xem một màn biểu diễn phong mã túy lý trực tiếp. Hay là hai người biểu diễn một đoạn đi. Tiêu Cường, anh đủ rồi đấy. Nhảy đi. Để mọi người cùng xem nào. Hay lắm. Tiếp tục nhảy đi. Tiêu Tổng, anh thấy thế này được chưa? Tôi đã nói là muốn hai người cùng nhau nhảy. Tôi và Lâm Huynh, Lâm Bắc là huynh đệ của tôi, còn dám cãi lại hả? Đủ rồi. Lâm Bắc, đừng manh động. Tiêu Cường bây giờ có quyền có thế, cậu không chọc nổi hắn ta đâu. Chu Thành, tôi đã cho anh cơ hội rồi. Người như anh, nhu nhược thiếu quyết đoán, phá sản là đáng đời. Xin lỗi Tiêu Tổng. Không cần xin lỗi hắn ta, tôi quen một ông chủ bất động sản, tôi sẽ giới thiệu cho anh, lấy được mảnh đất này chắc không thành vấn đề. Anh đến quán ba một chuyến, có chút việc cần tìm anh. Còn gọi điện cho ai nữa vậy?
Tôi không tin hôm nay có ai dám cướp mảnh đất này từ tay tôi. Lâm Bắc, thôi đi, đừng để người ta đến nữa. Tôi không muốn liên lụy người khác. Đằng sau tập đoàn Thịnh Thiên là Băng Bạch Hổ chống lưng. Băng Bạch Hổ là bá chủ thế giới ngầm ở Thiên Châu đấy. Hắn ta không dám động đến tôi, vì người đến chính là Ngọc Diện Hổ. Cái gì? Thật là nói khoác mà không biết ngượng. Ngọc Diện Hổ đại nhân là cổ đông trực tiếp của tập đoàn Thịnh Thiên đấy. Loại người như các anh cũng xứng gọi Ngọc Diện Hổ đại nhân sao? Não có vấn đề à? Cứ cho là anh có thể gọi Ngọc Diện Hổ đến đây, đến quán hát mà ăn mặc như chó cắn ấy. Được, vậy là ngươi nói đó. Thằng ngu Chu Thành, ta nói thật cho ngươi biết, ta đã cùng người của Bạch Hổ Bang chào hỏi rồi. Ngày mai sẽ cho ngươi không xuống giường được. Tiêu Cường, mọi người tốt xấu gì cũng là bạn học một thời, ngươi không cần phải làm tuyệt tình như vậy chứ. Bạn học sao? Hắn mà cũng xứng hả? Nói thật với ngươi, mảnh đất này ta căn bản chưa từng nghĩ đến chuyện cho ngươi. Chúng ta hôm nay đến chính là để mua vui thôi. Đồ đê tiện, ngươi dám mắng ta. Dừng tay. Ngọc Diện Hổ, ai vậy? Ngươi là thằng nào? Chán sống rồi hả? Hổ ca, hai tên phế vật này mạo danh ngài để lừa bịp. Tôi vừa định dạy cho chúng một bài học. Phải đó, Hổ ca, nhất là tên Lâm Bắc kia, đi khắp nơi phao tin ngài là tiểu đệ của hắn. Chuyện này nếu bị người ngoài biết được, há chẳng phải làm tổn hại danh dự của ngài sao? Cường ca cũng là vì muốn bảo vệ ngài. Hổ ca, đừng nghe lời cô ta. Lâm Bắc không hề vu oan ngài. Chu Thành, ngươi là cái thá gì? Họ nói đúng mà, tôi là tiểu đệ của Lâm lão đại. Lâm Bắc, rốt cuộc là thân phận gì? Ngọc Diện Hổ lại là tiểu đệ của hắn. Tiêu Cường, ngươi đồ có mắt như mù. Cái tốt không học, lại học theo ta. Thịnh Thiên tập đoàn chúng ta không chứa chấp ngươi. Dọn đồ cút đi cho ta. Hổ ca, đừng mà, cút. Đợi đã, chuyện giữa chúng ta vẫn chưa tính toán xong. Lâm Bắc, tôi mất cả việc, ngươi còn muốn ta thế nào? Ngươi bị đuổi việc là do đạo đức có vấn đề, chuyện sớm muộn thôi. Nhưng ngươi lại sỉ nhục ta một cách trắng trợn, chuyện của huynh đệ ta vẫn chưa tính sổ mà. Lâm Bắc, Chu Thành, nói đi, ngươi muốn trừng phạt bọn họ thế nào? Lâm Bắc, ngươi đừng quá đáng. Lâm Bắc, thôi bỏ đi. Chu Thành, chưa từng nghĩ tới nếu hôm nay ta không có mặt ở đây, ngươi sẽ phải gánh chịu hậu quả gì. Chu Thành, chúng ta dù sao cũng là bạn học một thời, ta không quản ngươi lựa chọn thế nào, ta đều sẽ giúp ngươi. Nhưng Chu Thành, ngươi còn là đàn ông không? Ngươi ngay cả phản kháng cũng không dám. Ngươi là đồ đàn bà à? Được, vậy thì lấy độc trị độc, cho bọn họ cũng biểu diễn một màn phong mã tú. Chuyện này không thể nào. Ngươi có quyền mặc cả sao? Bác gia, có hài lòng không? Chướng mắt quá. Giờ thì hắn có thể cút rồi. Vâng. Trời ơi, người đàn ông ưu tú như vậy, mình nhất định phải có được anh ấy. Cố lên, nhất định sẽ được. Lâm Bắc à, cảm ơn cậu. Thật may là có cậu, nếu không thì... Nói gì vậy? Đều là huynh đệ mà. Cảm ơn cậu, Lâm Bắc. Lâm Bắc ca ca, từ hồi đại học em đã rất thích anh rồi. Anh có thể làm bạn trai của em không? Anh có bạn gái rồi. Chỉ là bạn gái thôi mà. Tôi vẫn còn cơ hội đúng không? Anh còn có một đứa con gái. Tôi không ngại. Tôi không đồng ý. Tôi cũng không đồng ý. Tô Vũ Như, tập đoàn Thanh Vân. Tô Tổng, không ổn rồi. Cao Tân tập đoàn hủy hợp đồng rồi. Chuyện gì vậy? Quách Dương, chuyện nhỏ thôi mà. Ở đại hạ này, lời nói Quách Dương này vẫn có chút trọng lượng. Quả nhiên là người phụ trách của tập đoàn Cao Tân tại Đông Á. Thật bá đạo, cắt đứt nguồn cung cấp máy khắc quang của bọn họ. Tôi muốn xem thử chip của bọn họ còn sản xuất kiểu gì. Nếu một khi không sản xuất được nữa, còn dám ký hợp đồng với sát thần điện sao? Đó chính là bước đến đường cùng.
Quách Dương, anh có ý gì? Tô Vũ Nhu, cô đang dùng thái độ gì mà nói chuyện với Quách tổng vậy? Thái độ gì? Quách Dương, vừa lúc bắt đầu thì anh lại hủy hợp đồng. Anh có biết điều này đối với tôi tổn thất bao nhiêu không? Tô Vũ Nhu láo xược, nhận thức rõ thân phận của mình đi. Dám nói chuyện với ta như vậy sao? Tô Vũ Nhu, tập đoàn Cao Tân hiện đang nắm giữ công nghệ đỉnh cao nhất thế giới, hiếm có khó tìm. Ông chủ của tập đoàn hàng đầu thế giới, kể cả nguyên thủ quốc gia, cũng phải cung kính một chút. Với tầm ảnh hưởng của Triệu gia ở Đại Hạ, cô nghĩ tập đoàn Cao Tân sẽ chọn Triệu gia hay là Thanh Vân các cô đây? Tôi nói cho cô biết, Tô Vũ Nhu, Triệu gia diệt các cô cũng giống như lấy mạng một con kiến vậy. Nếu tập đoàn Cao Tân đã lên tiếng rồi, vậy thì trên toàn Đại Hạ, không đúng, trên toàn cầu, tôi nghĩ cũng sẽ không có ai dám hợp tác với cô đâu. Bọn họ chỉ có thể làm ngơ thôi. Đúng là chỉ có thể làm ngơ thôi. Vậy sao? Các người quá đề cao bản thân rồi đấy. Lâm Bắc, cậu đừng. Hắn chỉ là một tên phụ trách nho nhỏ thôi, còn chưa đại diện được cho tập đoàn Cao Tân đâu. Ngươi dám nghi ngờ ta? Ngươi là cái thá gì? Đồ ngu. Người phụ trách, ngươi có hiểu ba chữ này là gì không? Ngươi chán sống đến vậy sao? Người phụ trách thì cũng bình thường thôi, lão bản còn chưa lên tiếng, ngươi đây lại muốn vượt quyền. Ngươi, Tô Vũ Nhu, ngươi cũng nghĩ như vậy sao? Ta thấy ngươi là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Ta hiện tại liền gọi điện cho lão bản, đích thân hạ lệnh phong tỏa Thanh Vân các ngươi. Ta không có ý này. Lâm Bắc, hay là chúng ta đi thôi? Đừng lo, ngươi cứ việc gọi. Lâm Bắc, bỏ đi, gia sản của Thanh Vân tập đoàn ở Cao Tân tập đoàn, trước mặt loại tài sản đẳng cấp thế giới này, cũng chẳng là gì cả. Quách tổng, ngươi xem kẻ không biết trời cao đất dày này, căn bản không để ngươi vào mắt. Nếu không giáo huấn hắn, cứ như vậy truyền ra ngoài, người khác sẽ nhìn ngài thế nào? Sao vậy Quách tổng? Gọi không được, không ai bắt máy. Hai tên phế vật này thật đúng là chó ngáp phải ruồi. Lâm Bắc, hay là chúng ta đi thôi? Đừng vội, hắn gọi không được đâu, ta gọi được. Alo, Ái Địch Tư Đan, là ta đây. Người ở Đại Hạ sao? Vừa đúng lúc. Bây giờ gửi một bản hợp đồng qua. Người có 3 phút. Nói 3 phút. Mấy phút rồi? Người đâu? Lâm Bắc, người thật sự biết người đó sao? Mẹ ơi, đó là bạn tốt của ba. Người cũng không tè một bãi soi mình xem. Lão bản Cao Tân là thân phận gì? Người lại là thân phận gì? Bạn bè, người cũng xứng sao? Đúng là tên hề. Tô Vũ Nhu, chúng tôi rất bận. Bây giờ ta cho ngươi 2 lựa chọn. Một, lập tức giao Thanh Vân quốc tế cho ta. Thứ hai, chính là Thanh Vân quốc tế lập tức diệt vong. Triệu thiếu gia đã chờ không kịp rồi, ngươi mau chóng làm quyết định. Ta chọn điều thứ ba, Thanh Vân quốc tế hợp tác với Cao Tân tập đoàn, lên một tầng cao mới. Đúng là mơ mộng hão huyền. Thôi được rồi, tên nhãi danh, đến lúc nào rồi còn ở đây nói khoác? Lão bản của ta là nhân vật cỡ nào? Là ngươi muốn gặp là có thể gặp được sao? Ái Địch Tư Đan, ông chủ tập đoàn Cao Tân. Anh Lâm, lão bản đến rồi. Anh Lâm, ngài vẫn anh tuấn như vậy. Ôi trời ơi, ngươi còn dám động tay động chân, tin ta tát ngươi không? Ngươi láo xược, đây chính là ông chủ tập đoàn Cao Tân của chúng tôi. Ngươi im miệng, ngươi là cái thá gì, dám nói chuyện với Lâm tiên sinh như vậy? Coi chừng ta cho ngươi ăn tát đấy. Lâm Bắc, đây chính là ông chủ của tập đoàn Cao Tân sao? Hợp đồng mang theo chưa? Mang theo rồi. Từ hôm nay trở đi, Thanh Vân quốc tế miễn phí sử dụng tài nguyên của Cao Tân tập đoàn. Chuyện này thật sao? Đúng, nghe theo Lâm tiên sinh. Đừng mà, ông chủ, điều này không thể. Ngươi là ai vậy? Tôi là người phụ trách của tập đoàn Cao Tân tại Đông Á. Quách Dương, Quách Dương, ngươi bị sa thải. Tại sao vậy? Ông chủ, tôi đã làm sai điều gì?
ngài muốn sa thải tôi sao? Bởi vì ngươi đã đắc tội với Lâm tiên sinh, ngươi chán sống rồi. Cút. Ông chủ, còn tiền lương, ngài xem. Tôi không cần, không cần nữa. Ba, căn nhà ở Đông Ngũ Hoàn coi như xong rồi. Hai người các ngươi cũng chẳng phải thứ tốt lành gì. Cút cho ta. Ngũ Hoàn, ngươi hơn Tam Hoàn hai vòng. Ngũ Hoàn hơn Tứ Hoàn một vòng. Nào Diệu Diệu, chúng ta về thôi. Lâm Bắc, người rốt cuộc còn có bao nhiêu bí mật nữa? Linh đường Lâm gia, đây là linh vị của tỷ tỷ ngươi Tỉnh Tuyết, linh vị của vợ Lâm Tô Thị, Lâm Tỉnh Tuyết. Ngươi có thể nói cho ta biết sự thật năm xưa không? Xin lỗi, bây giờ vẫn chưa thể nói hết cho ngươi biết. Thật sự không thể nói sao? Ta chỉ có thể nói là huyết minh chiến 5 năm trước đã có 1 triệu anh hùng đại hạ hy sinh. Chị của ngươi đã vô tình biết được chân tướng này và nói với ta. Cuối cùng vẫn bị người xấu sát hại. Hung thủ là ai? Ta vẫn đang điều tra, nhưng ta sắp điều tra ra rồi. Tình Tuyết ơi, mẹ ơi, 5 năm ẩn danh đổi họ, ta sắp thành công rồi. Các ngươi yên tâm, Vũ Nhu sẽ chăm sóc tốt Diệu Diệu. Mấy đứa bây, đập nát chỗ này cho ta. Động tác nhanh lên, đừng lề mề nữa. Chậm trễ việc của Triệu công tử thì đừng trách tụi ta xử các ngươi. Lâm Thâm Chi, ngươi làm gì ở đây? Các ngươi đến làm gì? Không hiểu sao? Đập linh đường. Linh đường này là liệt tổ liệt tông nhà họ Lâm. Ta hôm nay không chỉ đập linh đường, mà còn phải vớt cho cốt của bọn họ. Ai bảo bọn họ cản ta? Lâm Thâm Chi, ngươi có biết mình đang làm gì không? Ngươi dám đánh ta, tất cả là tại ngươi, ta mới phải chịu khổ. Hôm nay nếu không vớt cho cốt của bọn họ, người mất mạng chính là ta. Ngươi mất mạng rồi còn gây ra nhiều chuyện cho ta, ta sẽ dừng tay. Ngươi muốn làm gì đó? Lâm Thâm Chi, ngươi hãy nghĩ cho kỹ. Đây là liệt tổ liệt tông nhà họ Lâm. Lâm Bắc, ta cảnh cáo ngươi, nếu ngươi còn dám cản trở ta, Triệu công tử và Bạch Hổ Bang sẽ không tha cho ngươi. Ta cho ngươi không thấy được mặt trời ngày mai. Lâm Bắc, ngươi hiểu chuyện thì tránh ra. Nếu không đợi huynh đệ của Bạch Hổ Bang đến, thì sẽ chôn xác ngươi cùng với mẹ ngươi chung một chỗ. Hôm nay ta xem ai dám động vào linh đường này. Được, có gan thì chờ đó. Alo, Hổ gia, có người cản trở tiến độ dự án của chúng ta. Hắn còn nói muốn xử đẹp ngài. Đúng, ngay tại Phụng Khê Sơn. Đợi Hổ ca đến, ngươi cứ chờ xuống địa ngục đi. Các ngươi tốt nhất nên dừng lại. Nếu không cho dù Hổ gia đích thân đến, cũng phải nể mặt chúng ta. Lâm Thâm Chi, ngươi thật sự phải làm vậy sao? Một đường đi đến cùng sao? Hù dọa ta sao? Triệu công tử là con trai của gia chủ Triệu gia, Bạch Hổ Bang càng là hoàng đế ngầm của Thiên Châu. Bọn họ chỉ cần một người là có thể dễ dàng bóp nát ngươi. Tất cả những gì ngươi có trong mắt bọn họ chẳng khác gì rác thải. Ngươi còn ở đây uy hiếp ta? Ngươi bây giờ còn giả vờ ở trước mặt ta, còn không mau cút đi. Đừng cản ta kiếm tiền. Dừng tay, đừng bắt nạt bà nội ta. Diệu Diệu, Lâm Thâm Chi, sự nhẫn nại của tôi có giới hạn. Ngươi cút xéo cho ta. Bọn anh em Bạch Hổ Bang sắp tới rồi, ngươi xuống mộ là cái chắc. Cô ở đây canh chừng Diệu Diệu đi. Hôm nay ta sẽ nói cho ngươi biết, có vài người ngươi vĩnh viễn không thể đắc tội. Ngứa đòn hả? Mở to mắt ra mà nhìn cho kỹ. Đây là mẹ ngươi, là mẹ ruột nuôi ngươi từng miếng cơm manh áo. Mẹ cái gì mà mẹ? Bà ấy đã qua đời rồi, còn có thể bò lên cắn ta sao? Ngươi nên lo cho bản thân mình trước đi. Ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng. Quỳ xuống khấu đầu tạ lỗi với mẹ. Xin lỗi mẹ. Khấu đầu? Đợi ngươi qua đời, ta sẽ khấu đầu cho ngươi. Đồ phế vật chỉ biết dựa dẫm đàn bà, ngươi dựa vào cái gì mà dạy dỗ ta? Ta nói cho ngươi biết, hôm nay ta không chỉ đập phá linh đường, ta còn muốn đào cho cốt của bọn họ lên, cho ngươi liếm sạch sẽ từng chút một. Đồ khốn, dừng tay. Ta xem ai dám
Hổ gia, ngài đến rồi, chính là tên phế vật này, cản trở tiến độ dự án của chúng ta. Vừa rồi còn dám sỉ nhục ngài, mau tìm người xử lý hắn đi. Đúng vậy, Hổ gia, hắn rõ ràng biết chúng ta là người của Bạch Hổ Bang, hắn còn dám không coi chúng ta vào đâu. Hổ gia, xử hắn. Ra tay đi. Dạ, Bắc gia. Bắc gia. Ta là Tung Nghiêm. Ta từng mời ngài uống rượu. Bớt làm thân với ta. Súc sinh, lão tử hôm nay phải xử lý ngươi. Chị họ, chị mau cứu em. Hổ gia, ý ngài là sao? Là sao hả? Ngay cả từ đường nhà mình cũng dám đập phá. Ta muốn trừ hại cho dân. Anh là anh trai ta. Anh đừng để họ đánh ta nữa. Ta là em trai ruột của anh mà. Tiếp tục, không đánh đến sợ. Không biết hối cải. Dạ. Mẹ. Liệt tổ liệt tông. Mọi người xem kìa. Anh trai lại đối xử với em trai như vậy. Dạ. Giải hắn về. Đứng dậy. Sau này sửa đổi làm người cho tốt. Không được dính líu gì đến Triệu gia nữa. Ta nói cho người biết, đây là cơ hội cuối cùng của ngươi. Anh, đây là lần cuối cùng. Lần cuối cùng, ta không dám nữa. Đứng lại. Lau sạch bài vị của mẹ. Triệu công tử, Thầm Chi, việc xử lý thế nào rồi? Triệu công tử, Lâm Bắc đang ở đây. Đương nhiên ta biết hắn ở đó. Ý ngài là? Ta chỉ muốn ngươi thu hút sự chú ý của bọn chúng một chút. Được rồi, ngươi về đi. Ta đương nhiên sẽ cho đôi cẩu nam nữ này. Không được toàn thây. Lễ kế vị, Triệu công tử, Tam khẩu tổ nói sao? Yên tâm, Tam khẩu tổ nói. Lâm Bắc tự kết liễu bản thân. Tô Vũ Nhu bị nổ tung. Bây giờ, tất cả chướng ngại vật đều đã bị dọn sạch. Triệu gia ta có thể yên tâm rồi. Tốt quá. Ngày kế nhiệm đại điển cũng là ngày Triệu gia ta thống nhất đại hạ. Mày cuối cùng cũng mất mạng rồi. Không còn ai cản trở ta nữa. Này Triệu công tử, Thanh Vân tập đoàn, ngài định xử lý thế nào? Lâm Bắc và Tô Vũ Nhu không biết điều. Ta muốn đưa con gái của hắn vào Triệu gia làm nô lệ. Còn Thanh Vân quốc tế sao? Sẽ giao cho hai cha con các ngươi quản lý. Cảm ơn Triệu công tử. Cảm ơn. Tốt. Tốt lắm. Long Phi làm tốt lắm. Triệu Mục Biên, gia chủ Triệu gia. Cha, đều là cha dạy dỗ tốt. Chúc mừng cha chấp trưởng sát thần điện, trở thành chúa tể đại hạ. Chúc mừng. Chuyện này còn quá sớm đấy. Tế thần điện còn có tứ đại võ thần rất trung thành với tiền nhiệm điện chủ. Bọn chúng không trừ tâm ta khó ăn. Cha cứ yên tâm. Những thứ này con đều giúp cha giải quyết rồi. Con đã liên hợp với Tam khẩu tổ. Hôm nay nơi đây chính là nơi chôn thân của bọn chúng. Tốt. Đi thôi. Mời. Hôm nay là ngày ta kế nhiệm tế thần điện. Mời công chúa Liên Hiệp Vương Quốc Tố Phi Á làm chứng. 5 năm trước, lúc đại hạ nguy nan, liệt cường xâm lấn đại hạ, điện chủ dẫn theo tứ đại chiến thần 1 triệu quân bảo vệ Sơn Hà, diệt liệt cường Bình Tứ Hải, công cao cái thế, vạn quốc triều bái, định thịnh thế chi cơ, lại bị người xấu hãm hại, mất mạng trong chiến huyết minh chiến. Hôm nay nghi thức kế nhiệm, tôi sẽ ghi nhớ lời thề tế thần điện. Người phạm đại hạ ta,
Tiêu diệt hết. Tiêu diệt hết. Tiêu diệt hết. 5 năm trước, điện chủ bị người xấu sát hại. Nhưng tế thần điện không thể quần long vô thủ. Vị trí điện chủ là có người thích hợp. Tiếp theo, mời chư vị tướng sĩ cùng nhau tiến cử tân nhiệm điện chủ tế thần điện. Trở thành điện chủ tế thần điện nhất định là người có công với đại hạ. 5 năm trước, huyết minh chiến đó, nếu không nhờ Triệu gia hết sức hỗ trợ, dưới sự ám sát của Tam Khẩu Tổ, cứu lấy lực lượng cuối cùng của đại hạ, sao có được đại hạ thịnh thế như ngày nay. Bao nhiêu năm qua, nhà họ Triệu có rất nhiều nhân tài, tất cả đều là trụ cột của đại hạ. Đại hạ có Triệu gia, sơn hà ác định. Chúng tôi nhất trí tiến cử Triệu gia chủ trở thành tân điện chủ. Chư vị tướng sĩ quá khen rồi. Năm đó trận chiến tế thần là binh sĩ liều mình đổi lấy một tia sinh cơ. Những tướng sĩ xả thân quên mình đó, bọn họ và điện chủ mới là anh hùng chân chính. Hôm nay vị trí điện chủ này ta Triệu Mục Biên không thể nhận lấy. Triệu gia chủ, ngài quá khiêm tốn rồi. Người đại hạ nào mà không biết ngài là công thần lớn nhất của đại hạ. Nếu vị trí điện chủ này mà ngài không xứng, vậy thì còn ai xứng nữa. Nếu chư vị đã nói như vậy, ta Triệu Mục Biên nếu còn từ chối thì có vẻ giả tạo. Vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh. Triệu gia chủ, đây là đồ long đao, là quốc vận đại hạ chúng ta. Đao này là bội đao của điện chủ, có linh khí bên trong. Chỉ có người phẩm hạnh cao thượng và lo cho chúng sinh mới có thể rút được đao này. Triệu gia chủ nếu được đao này công nhận, liền có thể trở thành điện chủ kế nhiệm. Được. Vừa rồi tay ta trượt, ta thử lại, ngươi không rút được đâu. Triệu Mục Biên, đừng phí sức nữa. Triệu Mục Biên, đồ long đao ngươi không rút ra được đâu. Lâm Bắc, đồ long đao này chính là vật chí cương chí dương. Kẻ nham hiểm xảo trá như ngươi, gian ác không ai bằng, thì vĩnh viễn không rút ra được. Ăn nói ngông cuồng, dám ở đây nói nhăng nói cuội. Không thể nào. Sao ngươi lại ở đây? Rất bất ngờ sao? Ngươi thuộc họ Gián sao? Sao ngươi cứ âm hồn bất tán vậy? Đã xảy ra chuyện gì vậy? Long lão, chúng tôi đến đây có việc rất quan trọng muốn bẩm báo với ngài. Nói bậy, còn việc gì quan trọng hơn đại điển kế nhiệm nữa? Đúng vậy, đại điển kế nhiệm hôm nay chính là liên quan đến quốc vận đại hạ. Các ngươi có chuyện gì mà còn quan trọng hơn chuyện này? Hơn nữa, đại điển kế nhiệm là nghị hội cấp cao nhất của đại hạ. Kẻ chưa được mời tự tiện xông vào nghị hội là tội không thể tha. Người đâu, bắt tên gian tặc có ý đồ quấy rối đại điển kế nhiệm này, bắt lại cho ta, giam vào thủy lao. Đợi đại điển kết thúc, ta sẽ đích thân thẩm vấn. Khoan đã, Triệu gia chủ sao không hỏi rõ nguyên do? Đại hạ các ngươi vội vã kết luận như vậy sao? Hay là nói ngươi đang vội vàng che giấu điều gì? Hắn ta đương nhiên phải che giấu, bởi vì Tô Vũ Nhu một khi mở miệng, kế hoạch của hắn sẽ tan thành mây khói. Triệu gia của hắn sắp diệt vong. Ý gì đây? Còn dám ở đây yêu ngôn hoặc chúng? Người đâu, lôi hắn xuống cho ta. Long lão, tôi muốn hỏi, tối qua Triệu gia cấu kết với thế lực Hoa Quốc Tam Khẩu Tổ, muốn đẩy tôi và Lâm Bắc vào đường cùng. Chuyện này ngài có biết không? Tam Khẩu Tổ, thế lực Hoa Quốc, chính là kẻ thù truyền kiếp của đại hạ ta. Triệu Mục Biên, chuyện này là sao? Vu oan giá họa, đổ tội cho ta. Một tên thương nhân chỉ biết lợi ích, một tên tặc tử lai lịch bất minh, ngài tin bọn họ hay tin ta? Bọn họ dám đến đây chắc chắn là có chỗ dựa. Long Chiến Giã, người nói không sai, cho nên ta mới cảm thấy bọn họ mới chính là kẻ cấu kết với Tam Khẩu Tổ. Đến đây chính là muốn vu oan giá họa cho ta, quấy rối đại điển kế nhiệm. Đúng vậy, lúc trước trong tiệc thọ của ngài, ta đã cảm thấy tên tiểu tử này chắc chắn có vấn đề. Ta nói mà, một tên tiểu tử lai lịch bất minh lại dễ dàng giải quyết được virus máy tính như vậy, thì ra kẻ đứng sau là Tam Khẩu Tổ. Các ngươi, các ngươi thật vô liêm sỉ, còn dám cắn ngược lại. Từ Vũ Nhu, Triệu gia chủ là công thần của đại hạ đấy, hôm nay lại muốn kế thừa vị trí điện chủ sát thần điện. Hai tên hề các ngươi từ đâu chui ra vậy? Ta xin hỏi chư vị ở đây có ai tin lời của chúng không? Long Chiến Giã, những người tham gia đại điển hôm nay đều là những bậc lão thành đức cao vọng trọng, mỗi giây phút đều có thể quyết định vận mệnh của đại hạ. Nếu ngươi dám trì hoãn việc kế vị điện chủ, tội không thể nào tha. Triệu gia chủ nói cũng có lý. Đinh Lỗi,
người nói đã từng bị Tam Khẩu Tổ ám sát. Thực lực của Tam Khẩu Tổ không thể xem thường, những năm gần đây, rất nhiều cao thủ đã ra đi dưới tay chúng. Vậy các ngươi làm thế nào mà có thể thoát khỏi tay chúng? Tam Khẩu Tổ ám sát, chưa từng có ai sống sót. Khả năng duy nhất, hắn chính là người của Tam Khẩu Tổ. Đừng nghe lời lẽ phiến diện của Triệu gia, bọn họ đã sớm cấu kết với Tam Khẩu Tổ rồi. Bọn chúng chính là lũ bán nước, người cầm miệng cho ta. Đúng là một lời nói nhảm nhí. Long lão, hai người này rõ ràng là có mưu đồ bất chính, tôi đề nghị xử tại chỗ. Hai người đúng là âm hồn bất tán, lần nào đến thời khắc quan trọng cũng nhảy ra phá đám. Sao hai người không đi chầu ông bà đi? Tô Nghiêm, người rõ ràng biết tất cả sự thật, biết tất cả những gì bọn chúng làm, tại sao người không nói ra? Bây giờ quay đầu vẫn chưa muộn, vẫn còn cơ hội để sửa chữa. Sự thật sao? Tất cả những gì Triệu gia chủ nói đều là sự thật. Kẻ nên nhận tội là các ngươi. Chỉ khi các ngươi qua đời, ta mới có thể có được thanh vân quốc tế. Hôm nay, không ai có thể ngăn cản Triệu gia chủ trở thành viện chủ. Hay lắm, ba người các ngươi đều đã đến. Vừa hay có thể một lần đi hết. Long Chiến Dã, còn không mau ra tay, Lâm Bắc, trừ khi ngươi có thể chứng minh những gì mình nói là sự thật, nếu không, tội quấy rối đại điển kế nhiệm, ta không thể bảo vệ ngươi được. Chứng minh sao? Lát nữa tự nhiên sẽ có người thay ta chứng minh. Ngươi mau cút khỏi chỗ ngồi đó cho ta. Đồ vô dụng, ngươi làm gì vậy? Long lão, ba tên giặc này đến đây là để quấy rối, còn nói có người đến thay ngươi chứng minh. Ngươi đến đây để làm trò cười sao? Lâm Bắc này, ngươi xem phim tổng tài nhiều quá rồi đấy. Ngươi tưởng đây là đóng phim hả? Đó là chỗ của ngươi sao? Xuống mau, tên to gan, dám quấy rối đại điển kế nhiệm. Người đâu? Khoan đã, đại điển kế nhiệm quan trọng như vậy, không thể có chút sai sót. Ta nghĩ nên xử bọn chúng ngay tại chỗ. Tứ đại võ thần đến. Tham kiến tứ đại võ thần. Đứng lên đi, Lâm Bắc, Tô Vũ Nhu. Gặp tứ đại võ thần, vậy mà dám không hành lễ. Các ngươi đúng là không coi ai ra gì. Tốt lắm, quả nhiên có dính líu đến Tam Khẩu Tổ. Gặp tứ đại võ thần mà dám bất kính, đáng lẽ phải lập tức lấy mạng. Tứ đại võ thần chúng ta đã thoái vị rồi, đến đây chỉ là để tham gia đại điển kế nhiệm, không cần đa lễ, đứng dậy đi. Nhưng mà tại sao lại muốn xử hắn? Thanh Loan, người đến thật đúng lúc. Người này tên là Lâm Bắc, quấy rối đại điển kế nhiệm, đây là tội thứ nhất. Cấu kết với Tam Khẩu Tổ, ý đồ ám sát, đây là tội thứ hai. Triệu Mục Biên, người ngậm máu phun người, vu khống hãm hại. Còn chưa hết đâu, bọn chúng còn vu khống Triệu gia ta và Tam Khẩu Tổ có dính líu, vu oan giá họa trọng thần đại hạ như ta. Mời các vị võ thần định tội. Lâm Bắc, bây giờ phải làm sao đây? Không sao, xem kịch hay thôi. Quả thật nên định tội, nhưng định là tội Triệu gia phản quốc. Ngươi nói cái gì? Triệu gia phản quốc? Thanh Loan, ngươi đừng tưởng ngươi là võ thần là có thể nói bậy. Đừng giả vờ nữa, những chuyện ngươi làm những năm qua ta đều rõ như lòng bàn tay. 5 năm trước, ngươi nắm giữ tình báo sát thần điện, lại ngấm ngầm cấu kết với Tam Khẩu Tổ, lừa gạt thiên quân, ám sát điện chủ, thậm chí khiến 100 vạn chiến tướng đại hạ ta chôn thây nơi ngoại vực. Sau đó chính ngươi dẫn theo thân tín của mình trở về, hưởng hết công lao. Ta nói không sai chứ? Triệu Mục Biên, khó trách năm đó điện chủ thân chinh 100 trận 100 thắng, uy danh lừng lẫy, liệt cường đều nghe danh mà kinh sợ, sao lại có thể bại trận trên đường hồi quốc? Vị trí điện chủ, nếu để loại người bất nhân bất nghĩa, bất trung bất hiếu như ngươi làm, thì đại hạ ta mới thật sự là xong đời. Triệu Mục Biên, nên kết thúc rồi. Chúng tướng sĩ, bắt Triệu Mục Biên cho ta. Chuyện gì vậy? Sao còn chưa bắt người Triệu gia? Các người muốn bắt ta, chẳng phải đang nằm mơ sao? Chuyện gì thế này? Đều không nghe Thanh Loan võ thần nói gì sao? Long Chiến Dã, chắc ngươi chưa hiểu rõ tình hình rồi. 5 năm qua, ta và liệt cường ngoại vực đã thiết lập quan hệ hợp tác. Hiện giờ, bọn chúng đều đã biết tin tức điện chủ không còn nữa, hiện đang dục dịch mài đao ứng chiến. Chỉ có ta mới có thể duy trì sự ổn định của ngoại vực. Triệu gia diệt vong, đại hạ sẽ lại bị bọn chúng tấn công. Đến lúc đó, các ngươi đều phải coi đời, đại hạ cũng sẽ vong quốc. Thế nào, bây giờ còn dám đến xử ta không? Cái gì? Ngươi không chỉ cấu kết với Tam Khẩu Tổ, mà lại còn cấu kết với địch quốc. Triệu Mục Biên, trong mắt ngươi còn có an nguy của đại hạ không? Cái tên phản quốc này, ngươi phải đi chầu ông bà. Ngươi tuổi gì hả? Đại hạ có Triệu gia mới là đại hạ ta muốn. Đại hạ không có Triệu gia, tồn vong hay không thì liên can gì đến ta? Bây giờ điện chủ đã qua đời, đã không còn ai có thể áp chế dã tâm của liệt cường ngoại vực. Đại hạ muốn sống, chỉ có thể dựa vào ta. Bằng việc các người hết lần này đến lần khác cản trở đại nghiệp của Triệu gia ta. Tốt lắm, rất tốt. Ngay lập tức ta sẽ cho các người biết cảm giác sống không bằng hóa vàng. Thật không ngờ đường đường đại hạ mà lại có kẻ chơi chẽn vô sỉ đến vậy.
Chẳng lẽ bây giờ thật sự không còn cách nào sao? Hắn nói đúng. Điện chủ đã qua đời rồi, không còn ai có thể áp chế Liệt Cường nữa. Triệu Mục Biên, hắn ta đem sự sống còn của đại hạ hoàn toàn trói buộc vào bản thân mình, đặt vào thế bất bại. Nếu như các ngươi đã biết hết rồi, vậy thì cung kính mời chư vị đi đầu thai đi, để bảo vệ thời thịnh vượng của đại hạ ta. Mấy người mù hết rồi sao? Ba tôi đang ngồi ở vị trí này, đương nhiên là điện chủ rồi. Nhóc con nói gì vậy? Nhãi danh, cơm có thể ăn bậy, nhưng nói không thể nói bậy đâu. Chắc là nhóc xem phim nhiều quá nên đầu óc bị tưng tưng rồi. Một tên bảo vệ thối tha như ngươi, một tháng chưa được 4.000, mà điện chủ gì chứ? Chủ tiệm tạp hóa thì có. Ta nói thật cho ngươi biết, Triệu gia ta liên kết với Liệt Cương, đã giăng thiên la địa võng ở đây. Cho dù điện chủ còn sống, cũng phải đầu thai tiếp. Vậy sao? Ngươi muốn làm gì? Người đâu? Bắt hắn ta lại cho ta. Thanh Loan, ngươi muốn cá tòi rắt lưới sao? Triệu Mục Biên, ngươi hình như chưa hiểu rõ ai là lưới, ai là cá rồi. Lâm Bắc, dừng tay lại đi. Sinh tử của đại hạ hoàn toàn nằm trong tay Triệu Mục Biên. Vì đại hạ, dừng lại đi. Chư vị, ta nói cho các người biết, an nguy của đại hạ ta chưa bao giờ là dựa vào sự nhún nhường mà có được, mà là dựa vào tinh thần bất khuất, tinh thần không sợ hãi, một đao một thương giữ lấy quốc gia. Còn dân đại hạ, thà đứng mà qua đời, cũng không quỳ mà sống. Đào đâu? Cái gì? Tuyệt đối không thể nào. Ngươi, tham kiến điện chủ. Chạy, chạy mau. Tham kiến điện chủ. Đồ Long Đao bay thẳng ra luôn rồi. Lâm Bắc là điện chủ. Lâm Bắc, tôi đợi anh ở dưới gốc cây táo tàu. Thì ra là vậy, ngươi chính là điện chủ sát thần điện năm xưa. Khó trách tỷ tỷ ta lại cam tâm tình nguyện đi theo ngươi. Điện chủ, ngài là điện chủ, là anh hùng của đại hạ, không? Sao có thể? Nếu hắn ta là điện chủ, vậy kế hoạch của Triệu gia chẳng phải là đổ sông đổ biển hết sao? Thì ra là vậy. Đại hạ của ta thật sự không nên diệt vong. 5 năm qua, tôi vì tìm kiếm sự thật của sự việc mà vẫn luôn che giấu thân phận, vất vả cho ngươi bấy lâu nay duy trì hoạt động của sát thần điện. Lão tướng, không vất vả, chỉ cần ngài có thể trở về, tất cả những điều này đều xứng đáng. Triệu Mục Biên, ngươi còn gì để nói? Lâm Bắc, ngươi quả thực nằm ngoài dự liệu của ta, nhưng hiện tại sinh tử của cả đại hạ vẫn nằm trong tay ta. Ta đi thì đại hạ vong. Ngươi dám dùng quốc vận để đánh cược một ván sao? Quốc vận của đại hạ sao lại để loại tiểu nhân như ngươi chi phối? Diệt trừ sâu mọt như ngươi, đại hạ sẽ càng thêm phồn vinh thịnh vượng. Nếu đã như vậy, vậy thì ngươi hãy chầu ông bà đi. Lâm Bắc, lần trước để ngươi trốn thoát, hôm nay chính là ngày giỗ của ngươi, xử hắn. Lâm Bắc, ta lấy mạng ngươi. Chẳng lẽ ngươi đã bước vào thần hoàng cảnh trong truyền thuyết Quỷ Vũ Nhẫn Đông? Ngươi nham hiểm xảo trá, tác ác đa đoan. Đợi chuyện này xong, ta nhất định diệt tam khẩu tổ của ngươi, cả Oa Quốc cũng phải chôn cùng ngươi. Thì ra cái lũ các ngươi ăn không nói có, lừa ta một vố. Còn về Giang gia và Triệu gia, tất cả đều tiêu rồi. Chúng tôi tuyệt đối không phản quốc. Không, là Triệu gia. Triệu gia ép chúng tôi, không liên quan đến chúng tôi. Đúng vậy, các người tiếp tay cho kẻ ác, tư lợi cho mình, vọng tưởng gây loạn đại hạ, đáng không thể tha. Hơn nữa, các người dám nói sự ra đi của Tô Tình Tuyết không liên quan đến các người sao? Vũ Nhu à, Vũ Nhu, ngươi còn nhớ lúc nhỏ ngươi rơi xuống ao là thúc thúc cứu ngươi lên không? Nếu không có thúc thúc, làm sao ngươi có ngày hôm nay? Thúc thúc thừa nhận, thúc thúc không bằng xuất sinh. Thúc thúc đã làm rất nhiều chuyện có lỗi với ngươi, nhưng tất cả đều là do hai xuất sinh Triệu gia, hai cha con bọn họ ép chúng ta làm. Vũ Nhu,
Ngươi hãy nghĩ đến việc chúng ta cùng chung huyết thống. Tha cho chúng ta đi. Ta cứ tưởng các ngươi chỉ tham lam Thanh Vân, không ngờ các ngươi vì lợi ích mà hãm hại cả huynh muội ruột thịt của mình. Các ngươi còn mặt mũi mà cầu xin sao? Tỷ, ta bị ép buộc, không liên quan đến ta. Điện chủ, Tô gia phụ tử độc như rắn rết, hại cha mẹ ta và cả tỷ tỷ của ta, khẩn cầu điện hạ lấy mạng chúng. Yên tâm, bọn họ chắc chắn phải đền mạng. Lâm Bắc, đừng quên, sinh tử của cả đại hạ hiện tại vẫn nằm trong tay ta. Ta chỉ cần một cuộc điện thoại, đại hạ sẽ rơi vào hỗn loạn. Nếu ta mất, các ngươi đều khó thoát tội. Đến lúc đó đại hạ nội yêu ngoại hoạn, ta xem ngươi giải quyết thế nào. Triệu Mục Biên, dừng tay lại đi, đừng tiếp tục đi vào con đường sai lầm nữa. Chúng ta tiêu chắc rồi, đại hạ thì có liên quan gì đến ta? Ngươi cứ đánh đi. Cái gì? Điện chủ, Triệu Mục Biên 5 năm qua vẫn luôn âm thầm bồi dưỡng thế lực, đúng như lời hắn nói, sẽ gây rối loạn đại hạ. Liệt Cương chắc chắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội này, nhất định sẽ phát động tấn công. Đến lúc đó thực sự là nội ưu ngoại hoạn. Long lão, không sao đâu, tàn dư của bọn chúng tôi sẽ giải quyết. Được, tất cả là do các ngươi ép ta. Các ngươi đều là tội đồ thiên cổ của đại hạ. Một lão già như ngươi đến giờ vẫn chưa hết hy vọng sao? Thanh Loan, Tô gia phụ tử và tất cả người nhà Triệu gia, hãy lấy gần cốt của chúng, bắt chúng quỳ trước mộ liệt sĩ sám hối. Nếu mất mạng thì đổ xi măng lên, cho chịu mưa chịu gió, canh giữ mộ cho những chiến sĩ đã hy sinh ngàn năm, bị người đời phỉ nhổ. Dạ, đem bọn chúng đi. Cha, cha già của con ơi, này ca ca, này ca ca, Lâm Bắc, ta sẽ cho con gái ngươi chôn cùng ngươi. Thâm Chi, Thâm Chi ơi, mau gọi y sĩ. Ngươi thế nào rồi, Thâm Chi? Ca, là đệ sai rồi. Xin lỗi ca. Đừng nói gì cả, cố lên. Tất cả đều là lỗi của đệ. Huynh là chiến thần của đại hạ, huynh đã bảo vệ sự bình yên của đại hạ. Đệ có tội, nên phải chuộc tội. Không đâu Thâm Chi, là ca có lỗi với đệ. Ca đã khiến đệ đi nhầm đường, là ca đã không bảo vệ đệ. Có được cơ hội chuộc tội cũng tốt. Thâm Chi, 3 ngày sau ta sẽ san bằng Hoa Quốc, ta sẽ triệt để tiêu diệt bọn chúng. Mẹ, con vẫn không bảo vệ được Thâm Chi. Lâm Bắc, ngươi không có lỗi. Thâm Chi đến cuối cùng cũng không lầm đường lạc lối. Người ta một khi đã có dục vọng thì sẽ lan tràn vô tận. Vậy ngươi cũng có dục vọng sao? Là gì? Bẩm điện chủ, Liệt Cương thừa dịp loạn lạc đánh vào lãnh thổ đại hạ, bao gồm cả Hoa Quốc. Ba, đánh bại bọn chúng. Đi đi, nhà có ta lo. Yên tâm, lần này ba không chỉ đánh bại bọn chúng, ba sẽ triệt để đánh gãy xương sống của chúng, lấy cạn tủy xương của chúng, đập đầu gối của chúng, để chúng không bao giờ bò dậy được nữa. Để chúng biết rằng kẻ nào dám phạm đến đại hạ nhất định sẽ phải bị trừng trị.